Let's go. Bộ lực và kỹ năng đó chính là anh TVT, một người hàng lành à. Nói chung chất phát đến như thế, anh được gọi là những nhiều siêng năng, ra nhiều clip trong một ngày. Dư phấn phong độ mang TVT, một YouTuber nhiều đa tài. 2016 đầu trường đại học Cần Thơ, số đệm 24. Ngành mà anh chọn đó là bảo vệ thực vật không bằng trốn. Dư quê lặng lợi đi kiếm việc làm này nọ, anh không có ngồi không, giúp đỡ gia đình và cuộc sống để có nhiều niềm hy vọng. Cờ duyên đến với YouTube, bạn bè quay clip trong kiến trúc xá, và mọi người cũng biết anh không biết chơi game, thế là vẫn đam mê. Nhưng anh lúc đó anh xài điện thoại Nokia, cũng đành thôi dùng số tiền nhờ sự giúp đỡ của mẹ cha. Anh làm gửi xe một tiếng, người ta trả anh 10.000. Anh vẫn cứ làm không quan tâm và cũng không phàn nàn. Cùng quay cờ nhất chơi game Liên Quân, đăng lên YouTube cho mọi người xem những sự cố gắng một thời gian qua với những tình cảm anh đã đem. Ở kiến trúc xá không có tồn tại để quay clip và bình luận, bởi vì nhiều người còn ở đó, một người sở thích cũng có thận. Ở trong vệ sinh anh ngồi bình luận và ngoài cà phê làm video. Ở kiến trúc xá nó rất khó khăn, không có tồn tại biết làm sao. Anh ra phòng trọ tự mình sinh sống để có thể thoải mái hơn. Sống tại Cần Thơ lo cho YouTube, giúp đỡ gia đình ấm no hơn. Chặng đường còn dài để anh phát triển và ngày càng tiến xa. Một người siêng năng, nhiều người biết đến anh chính là TVT mà. Dương Văn Trường, anh sinh năm 1997. Những clip luôn được chăm chút từ vị trí cổ anh này. 2017 anh lập kênh, chủ đề làm về Liên Quân Mobile. Dù có nhiều người không thích, anh vẫn cứ làm không sợ ai. Từ làm Liên Quân cho đến bây giờ anh không nhận được một đồng nào, bởi vì ít người chơi, biết anh suy nghĩ sao. Chuyển về tự game Free Fire để có thể phát triển xa. Một người anh có nhiều kỹ năng, kênh anh phát triển nhanh và với những kỹ năng mà anh sử dụng, hướng dẫn lại cho mọi người. Hướng dẫn kéo tâm và làm sự kiện, nói chung đơn giản nhất. Anh luôn muốn người xem của anh ai cũng phải vui cười, những pha highlight căng bốn, nói chung ở tầm chất. 2021 anh cùng đầu tư chế tạo vũ khí ở trong RAM, rất là đẹp và cung phu nên các bạn phải lên xem. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và làm đời lên tin cho mọi người, một YouTuber mang lại giá trị niềm vui là gấp 10. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn khi đã xem hết clip của TKT nha. Nếu mọi người mà thấy hay thì để lại cho mình một nút đăng ký, một nút cái nút chuông. Nhớ thêm like video và share video giúp mình nha. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và tạm biệt tất cả mọi người.